Ôi. À. Hello anh em nhá, hello mọi người nhá. Anh em đi qua đường chỗ ngã tư khuất di tiến anh em cố gắng là cẩn thận ở đây nhá. Anh em đừng có đi vào hai cái làn trong cùng bên tay trái kìa nhá. Nếu anh em đi vào hai cái làn trong cùng bên tay trái thì anh em cố gắng nhá, xin an Trái và rẻ trái của em đừng có đi thẳng ở đây Nếu anh em đi thẳng ở đây thì qua trên kia một đoạn là các bác đang đứng đợi anh em trên kia sẵn đấy kìa Đấy anh em thấy không Các bác đang đứng đợi sẵn đây anh em này Đấy Ui gì đây gì đây Ui rồi ơi <laughs> Đấy anh em ạ à. Theo anh em thì uh, pha xử lý này thì ai đúng ai sai mọi người này. Đấy anh em thì cố gắng nhá đời trời thì trời mưa trơn trượt nhá anh em lái xe thì cố gắng là cẩn thận anh em nhá không lại hoảng đấy mọi người ạ đấy các bác đang đứng bên trên kia anh em kìa đấy các bác uh, giao thông đang đứng bên trên kia bắt anh em cái lỗi ở đây là lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường anh em nhá chứ không phải là cái lỗi uh, sai làn đường đâu anh em nhá anh em chú ý cẩn thận ở đây hộ em nhá em ra cảm ơn mọi người